Trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa lũ, sạt lở, ngập úng gây hậu quả nghiêm trọng. Thiên tai đã làm 40 người chết và mất tích, 24 người bị thương. Gần 23.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái và ngập nước. Tỉnh Yên Bái đã phải thực hiện di rời hơn 12.000 hộ dân để đảm bảo an toàn. Hàng chục nghìn hecta hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập và thiệt hại. Thị sát điểm sạt lở ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nơi vẫn còn 2 người mất tích. Thủ tướng cũng đến thăm hỏi người dân ở khu vực này đã được di rời để đảm bảo an toàn. Biểu dương người dân đã đoàn kết, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đã tin tưởng thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền. Mong muốn mọi người tiếp tục hỗ trợ nhau, ổn định cuộc sống, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn, chưa vội quay trở về nhà, nơi nguy cơ sạt lở vẫn còn rất cao. Tại trường mầm non Ánh Dương, nơi cư trú tạm thời của hơn 170 người dân phải sơ tán khẩn cấp, Thủ tướng biểu dương cấp ủy, chính quyền, các thầy cô giáo đã thực hiện tốt các chỉ đạo và chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngay sau lũ đã sắp xếp lại trường lớp, chỉnh trang môi trường, dụng cụ học tập để đón các cháu đến trường. Lúc này thì phải đoàn kết, thống nhất. Mà dựa vào nhau thôi, không có cách nào khác cả. Thế còn đảng, nhà nước thì luôn luôn quan tâm rồi. Thiếu cái gì thì đề nghị chính quyền, đề nghị các bác anh các chị cứ phản ánh, nhất là lương thực thực phẩm, thuốc men chữa bệnh như này. Rồi, sau khi thị sát tình hình thực tế, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo và các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái cùng các bộ ngành để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng yêu cầu Yên Bái tiếp tục huy động tối đa các lực lượng như quân đội, công an, thanh niên, lực lượng giáo viên, huy động máy móc, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, tập trung vào việc cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, chăm sóc y tế cho người bị thương, lo hậu sự cho người thiệt mạng, đảm bảo cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu như điện, nước, xăng dầu và thông tin liên lạc, thu dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sinh hoạt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành trong việc hỗ trợ tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh thành phố khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng quyết định chi 50 tỷ đồng từ nguồn trung ương hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên, chia sẻ với thân nhân bà Dương Thị Diệu và con là Hoàng Văn Tám ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa thiệt mạng do sạt lở đất.